sinh nhật con gái Thanh Huyền Anh. Ngày hôm nay xin mời cảm ơn các bác, các cô, các chú đã đến ủng hộ. Happy birthday, Jessica. Okay, bây giờ mình đi around the room nha. Mình nói mọi người cái wish cho bé Quỳnh Anh nha. Okay, we'll start with you. Quỳnh Anh. Okay, you want to wish her a birthday? Happy birthday, Quỳnh Anh. Anything else? No. Yeah, that's it. That's not it. Okay, bé Quỳ, you're next. Có thảo chúc Quỳnh Anh 21st birthday. Filled with all your wishes and dreams come true. Yeah. And the next one. Happy birthday, Huyền Anh. You are legal to drink. Okay, Jenny. Jenny chúc bé là lớn lên là có cái cá tính giống mẹ. Okay, anything else, Jenny? That's it. Vậy thôi, giờ chúc cho hai mẹ con nó lúc nào cũng là dễ thương như vậy. Rồi. Lúc nào cũng là you know like rất là mạnh mẽ như vậy. Okay. Vậy đó. All right. Yeah. And then our queen, Trizzy. Happy birthday, Huyền Anh. Go congratulate con got accepted to the art school and chúc con coi như là sẽ thành công và sau này sẽ thành a famous designer. Yeah. Oh my goodness. Okay, mời anh. Yeah. Anh nói đi, vậy nữa má. Ok, happy birthday. Chúc con nhiều may mắn và thành công trong cái lĩnh vực whatever you want to be. Right. That's great. Anh Kế, anh Ngọc. Ok, William. Rồi, mời anh. Okay, happy birthday, Ganya. Wish you the best and hopefully your future be a great adventure. Hopefully you follow suit your mom, or maybe not. Maybe an old path. Rồi, mà chị thì nói what? Có đây hả? Ok, mời Bích Hà. Good voice today. Bích Hà. Ok, ông xã của Bích Hà. Yeah. Người được, ok. Rồi. Bây giờ, ok, tới Huyền. Chúc con gái yêu của Mami lúc nào cũng mạnh khỏe, xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc. Và sẽ trở thành một fashion designer nổi tiếng thế giới. Yes. Yes. Oh. Okay. Bây giờ chú Alan chúc cho con thứ nhất là được dồi dào sức khỏe, sống hơn 115 tuổi ha. Cái thứ hai là nghệ thuật con làm sau này sẽ nổi tiếng khắp thế giới giống như Mommy vậy đó, có thể là nổi hơn Mommy nữa nha. Rồi cái thứ ba là con có gia đình hạnh phúc, có nhiều đứa con rất là ngoan, đứa cháu rất là giỏi nha. Phải chúc như vậy đó. Ok, và hôm nay là tuổi 21 của con là rất là đặc biệt. Tuổi 21 con là chúc cho con ha, được Thượng Đế ban phép lành cho con là lúc nào con cũng được bảo vệ hết. Những cái gì con làm là được thành công hết. Nha con. Ừ. Rồi, còn cái scarf mà... Ừ. Rồi, ok. Thưởng thức món của hai cháu Bo và Huyền Anh. Wow, good job, head chef, two head chef. Okay, thank you. Thank you for prepping the. Wow, yeah, it's great. Looks great. Thank you so much. All right, bon appetit, everyone.